Vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Xin chào anh Phi Hùng, số điện thoại là 0904 950007, địa chỉ là khu công nghiệp V-Ship 1, Thuận An, Bình Dương. Sau đây em sẽ test cho anh hai bộ mic BBS U4100 có sạc pin. Đây nhá. Đây là em đang sạc pin này. Đấy. Sạc pin thì nó sẽ chớp chớp như thế này. Đây, thì tháo pin ra. Đấy. Em sẽ test các chức năng và phụ kiện cho anh. Riêng có chống lăn thì đợt là hàng về là không có. Em nói thật là những cái này thì bên em tặng chứ không bán, và kể cả là hàng về là bên em sẽ tặng. Và lần này thì nó không có, thì lần sau nó về em sẽ gửi tặng cho anh, hoặc là anh lấy hàng gì em sẽ gửi kèm. Đây, đây là hai cái bộ mic của anh. Đây là tai. Phụ kiện gồm có dâu này. Đấy. Hai cái nguồn un cây. Nguồn là chất lượng cao, và hai cái dây sau ly để anh cắm vào âm ly hoặc là cắm vào vang. Bây giờ em sẽ test từng bộ mic cho anh nhá. Đây là mic của anh này. Đây nhé, trước khi bán hàng cho anh cũng như là mọi người thì bên em đều sẽ vệ sinh sạch sẽ các cái lưới này và cái xốp bên trong. Đấy, đều được giặt sạch và tẩy rửa kỹ càng nên là mọi người dùng có thể là yên tâm, không phải lo về cái vấn đề vệ sinh. Đây, BBS cũ trắng nhé, giật nổi chữ BBS này. Đây, em sẽ test từng cái dây 6 ly này một. Và tí nữa em sẽ test cả adapter. Đấy, là trước khi gửi em sẽ test hết từ dây đến adapter cho đến sóng. Mọi người dùng có thể yên tâm. Alo, 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 1, 2, 2, 2. Alo, 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 alo. Lần 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 không cần phải lắp dâu, nó cũng tự mắc sóng được. Lượt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Video test cho anh Phi Hùng xin được dừng lại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho HD Audio. Cảm ơn anh Hùng đã ủng hộ. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.